Xin chào các bạn, hôm nay mình bắt đầu trồng sô thơm. Bây giờ mình đang bón lót bằng một ít phân chuồng. Đợt này mình trồng cây theo phương pháp hữu cơ thuận tự nhiên, nên phải trồng khoảng cách khá là thưa để còn có chỗ cho cọ mọc lên. Nếu mình mà trồng cây dày quá thì sẽ không có chỗ cho cọ mọc. Trước khi trồng cây thì mình sẽ trộn đất và phân với nhau để tránh cây bị sốc phân. Mấy cây sô thơm này được nhân giống ở trong nhà kính. Hồi nó ở trong nhà kính mình thấy khá là khỏe rồi, nhưng mà khi mang ra ngoài trời như thế này, trời rất là nắng luôn, vừa nắng lại vừa gió nữa, nên chỉ cần mới trồng một lúc xong là cây đã bắt đầu có dấu hiệu héo rồi. Hồi ở trong nhà kính mỗi ngày mình chỉ tưới nước có một lần thôi, còn bây giờ thì một ngày phải tưới 3 lần lận. Cây sô thơm này có nguồn gốc từ phía Bắc Địa Trung Hải với khí hậu cận nhiệt đới và thuộc dòng ưa khô. Vị trí mình chọn trồng sô thơm là một nơi nắng toàn phần từ sáng đến chiều, vừa nắng vừa gió nữa, như vậy thì mình nghĩ là sô thơm sẽ rất là hợp. Vì những cây giống này mình trồng trong nhà kính có thể là thiếu nắng và thiếu gió nên cây nó không có được khỏe cho lắm, và cái phấn trắng ở trên lá cực kỳ ít luôn. Hy vọng sau khi trồng ra đất với điều kiện nắng cả ngày như vậy thì lá sẽ lên nhiều phấn trắng hơn. Sô thơm chuyên được trồng để pha trà và sản xuất tinh dầu, ngoài ra còn có thể làm gia vị trong các món ăn. Hiện nay cũng đã bắt đầu có nhiều khách hàng tìm kiếm đến dòng cây này rồi. Mới là một chút mà trời đã bắt đầu âm u rồi. Hôm nay chắc mình lại phải nghỉ sớm nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.